Xin chào quý khán giả của ship.vn. Hôm nay mời các bạn cùng chúng tôi mở hộp một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Maire Tissot. Còn đây là cái thông tin liên hệ của ship, bao gồm số điện thoại, website, email và Facebook fanpage. Thì các bạn có thể liên hệ các kênh thông tin này để trao đổi với chúng tôi. Thì còn đây là cái thông tin, thì mẫu đồng hồ này được chúng tôi mua từ một cái cửa hàng rất là quen thuộc tại thành phố New York thuộc quận Brooklyn. Đây là cái quận đông dân nhất của thành phố New York. Thì còn cái kho của ship đây là nằm ở bang California, thuộc thành phố là Raritan Row. Thì cửa hàng ship đến kho của ship tại Cali là bằng dịch vụ ship từ New York sang Cali là bằng dịch vụ là bưu điện Mỹ USPS. Đây là một cái hãng vận chuyển rất là lâu đời của Mỹ. Ở đây là có tới 22 ký tự rất là dài. Đây là mã đơn hàng đó. Thì tất cả những cái thông tin nơi mua hàng. Cái xe đây là vẫn còn nguyên siêu. Đây các bạn nhìn thấy. Cái này được cắt một lần tại Mỹ rồi, vẫn được kiểm tra tại Mỹ một lần. Thì về đây chúng tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa trước khi bàn giao cho khách. Thì đây là một cái đơn hàng của một vị khách tại chung cư Tesco Green quận Bình Thạnh nhờ ship mua hộ. Đây bên trong nó có một cái miếng giấy dầu. Trong là có mò, bên dưới là một chiếc bóp màu nâu, một chiếc bóp rất to. Dưới là nó có một cái thẻ bảo hành. Thẻ này chỉ có chúng ta sẽ được bảo hành miễn phí tại trung tâm bảo hành tại thành phố New York. Giờ chúng tôi sẽ thực hiện đeo bao tay vào để tránh những cái chất ẩm, là mồ hôi tay, chất bẩn nó bám lên chiếc bóc, nó làm xấu đi chiếc bóc đó. Rồi đây là cái thẻ bảo hành của tại thành phố New York, chúng ta nó bỏ nó qua một bên. Đây Maire Tissot, thì với cái tông đây là một bên ngoài có một cái chiếc bóc giấy với cái tông màu nâu cà phê, màu nâu cà phê rất là điềm tĩnh. Thì màu nâu là một cái màu tượng trưng cho sự điềm tĩnh. Thì những cái người nào mà thích cái tông màu nâu thì nó có ý nghĩa là vững vững chắc, bền vững và sự kiên trì. Đó. Thì những người nào mà có cái gu màu nâu thì những người đó rất là có độ tin tưởng rất là cao. Đây, còn đây là tên thương hiệu Maire Tissot có một cái dấu gạch giữa Sweetman. Thì đây là thương hiệu đến từ Thụy Sĩ. Thì thương hiệu này được thành lập vào năm 1886 tại cái dãy núi Jura. Đây là một cái dãy núi huyền thoại của Thụy Sĩ, sản sinh ra rất là nhiều thương hiệu đồng hồ nổi tiếng trên thế giới. Đó, còn bên trong nó là một cái chiếc bóc cứng. Đây là bằng da kiểu như giả da thôi, chắc da thật thì chắc rất là mắc. Thì mẫu đồng hồ này cũng có giá chỉ tầm khoảng $150. Đó, với một chiếc bóc với giá $150 mà có một chiếc bóc rất là hoành tráng như thế này, rất là sang trọng. Đây bên trong là nhân vật chính. Đây là một cái quyển sổ nhỏ, một cái quyển sổ tay nhỏ. Đó, ở trên nắp sau của bóc là vẫn có tên thương hiệu là Maire Tissot Sweetman. Đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc đồng hồ với một cái tông màu trắng, một cái background màu trắng. Thì màu trắng là một cái màu biểu tượng cho sự tinh khiết. Đó. Ở bên cạnh đó màu trắng còn là một cái màu biểu tượng sự thánh thiện. Thường thường là những thiên thần thì họ gắn được trang bị những bộ trang phục màu trắng. Còn trong bệnh viện cũng sử dụng áo trắng. Đó, đây là những cái màu rất là trung thực. Ở bên cạnh đó thì trong cái lá cờ Nhật Bản cũng có một cái tông màu chủ đạo là màu trắng. Màu trắng thì theo quan điểm của Nhật Bản thì màu trắng nó là một cái màu biểu tượng cho sự trung thực. Đó. Tất cả những cái sự thì trong cái màu trắng này là những cái thiết kế bằng những cái tông màu đen thì nó sẽ nổi bật lên. Đó, các bạn thấy màu đen nó rất là nổi bật ở trên một cái nền màu trắng. Ở đây là cọc số được thiết kế dạng số La Mã, ở đây là cọc số được sơn. Ở đây trên mặt số là có ba kim, kim giờ, kim phút và kim giây. Hai kim này có một lớp phủ cái lớp dạ quang, các bạn thấy có cái lớp màu trắng thì nó là cái lớp dạ quang. Đó. Cái này, cái lớp dạ quang này thường thường nó có đặc tính thì chúng ta phải để ngoài ngoài ánh sáng mặt trời khoảng 15 phút là nó sẽ kéo dài được tầm
3 đến 5 tiếng và nó sẽ sáng rực rỡ nhất trong thời gian đầu và nó sẽ mờ dần về sau. Đó, những cái lớp da quang này phù hợp cho những bạn nào mà thường hoạt động về đêm, như là những cái quán bar hay là những cái dịch vụ mà phục vụ về đêm. Trước có từng đã có một vị khách là chuyên gia đi rừng, thì vị khách đó đặt một cái mẫu kim dạ quang để đi rừng vào ban đêm. Đây là một mẫu đồng hồ watch, các bạn thấy kim nó giật, nó nhịp theo giây. Đó. Phía dưới là góc góc 6 giờ là dòng chữ Swissmade. Thì để được gắn dòng chữ Swissmade này thì theo chính phủ Thụy Sĩ quy định là ít nhất 60% chi phí chế tác của mẫu đồng hồ này phải được thực hiện tại Thụy Sĩ thì mới được gắn dòng chữ Swissmade. Những mẫu đồng hồ được gắn dòng chữ Swissmade thì một phần là để khẳng định chất lượng sản phẩm, tại Thụy Sĩ là một cái nước rất là nổi tiếng về ngành chế tác đồng hồ. Đây là khóa, đây là dây, dây này. Ở đây dây là nó không có nhiều dải song song mà nó chỉ có một mắt thôi, một mắt nó liền từ trái qua phải. Đó, cái mắt rất là to. Đây là khóa, khóa bấm có hỗ trợ nút bấm, khóa bấm hai lần gấp mà nó gấp hai đầu. Đó. Khóa này sử dụng chất liệu là thép không gỉ, stainless steel. Một số loại khóa họ sử dụng là chất liệu là titan, rất là nhẹ. Nhưng khóa ở đây là sử dụng chất liệu là thép không gỉ, có hỗ trợ nút bấm. Đây là cái nút bấm này. Chúng ta sử dụng cẩn thận, tránh cát, vệ sinh thường xuyên, tại vì cát nó mà tràn vào thì nó sẽ bớm rất là cứng. Đã từng có rất là nhiều vị khách phản hồi là khóa đã bị cứng, thì kiểm tra kỹ lại là do bị vệ sinh kỹ lại thì nó sẽ hoạt động trở lại, là do cát bùn đất thì nó tràn vào bên trong, chúng ta bấm vô nó rất là cứng. Rồi tiếp theo là phần mặt sau của mẫu đồng hồ này. Đó, phía trên nó là mã sản phẩm H68680 ABR, bên trái là Swissmade còn có dòng chữ Watt, ở dưới là Stainless Steel có dòng chữ là 316L. Đây là một cái loại thép có đặc điểm là chống ăn mòn rất là tốt và chịu va đập cũng rất tốt. Một số loại thép khác chúng ta chỉ cần va đập một phát là nó sẽ bị mốp, tuy nhiên thép này nó chịu va đập rất là tốt, nó không bị, nó rất là khó bị mốp. Water Resist 5 ATM là chúng ta có thể dùng mẫu đồng hồ này đi đi bơi hoặc đi lặn, lặn ở vùng nước nông thôi, không được lặn sâu. Đó, chúng ta có thể dùng cho những hoạt động như đi câu cá, tuy nhiên không không dùng cho những hoạt động ví dụ như chèo thuyền hay là lướt sóng giải trí thì không được. Những hoạt động đó yêu cầu khả năng chống nước lên tới 13. Đó, ở đây là Sapphire, Sapphire G Class, chất liệu bằng kính Sapphire. Kính Sapphire có đặc điểm là chống chống trầy xước rất là tốt và nó có độ trong suốt rất là cao, cao hơn so với kính khoáng rất là nhiều, nên chúng ta nhìn cái mặt số nó rất là rõ. Tuy nhiên kính sapphire nó có độ cứng rất là cao, nó cứng là có độ cứng trên thang đo Mohs, nó là có độ cứng 9 trên 10 so với kim cương. Kim cương có độ cứng 10 thì nó là cứng 9 đó, nên vì thế nó cứng, nó rất là cứng nên nó rất là dễ bị vỡ, chúng ta chỉ cần phải đập mạnh là nó sẽ bị nứt, thì do đó chúng ta phải thay mặt kính. Ở đây là kính kính sapphire phẳng, một số loại kính sử dụng kính sapphire cong thì nó mắc hơn. Kính sapphire phẳng thì chúng ta thay chi phí tầm 4 đến 500 thôi, nó còn phụ thuộc vào cái độ rộng kính của mà của cái mặt số. Mẫu đồng hồ của trên tay của chúng ta là có đường kính là 41 mm, thì 41 mm nó sẽ phù hợp với những bạn nào có cái chu vi cổ tay là từ khoảng 16 đến 17 cm, 16.5 là đẹp nhất. Đó là chúng ta đeo mẫu đồng hồ này rất là đẹp. Nếu mà chúng ta có chu vi cổ tay 15 thì nó sẽ bị ngọt so với mẫu này, cổ tay 18 thì nó quá to so với mẫu này. Mẫu này là cổ tay tầm 16 đến 17 là đeo đẹp nhất, 16.5 là quá tuyệt vời. Đó, và còn thương hiệu Matatizzo là một một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng trong lịch sử quân sự thế giới. Thì trong cái trận chiến Boer giữa Anh và Nam Phi thì lúc đó cái nhu cầu về đồng hồ của các binh sĩ rất là cao, nên Tissot đã xây dựng một cái nhà máy bự hơn để phục vụ nhu cầu của các binh sĩ. Đó, còn trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, trong đại chiến thế giới lần thứ hai giữa là giữa Đức Quốc xã và khối đồng minh, thì Maria Tissot đã được lực lượng vũ trang Hoa Kỳ kêu gọi là sản xuất đồng hồ phục vụ cho quân đội. Thì Maria Tissot đã phục vụ, đã sản xuất rất là nhiều mẫu đồng hồ phục vụ cho gọi là vũ trang, lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ và Hải quân Anh. Đó, thì Tissot là một những thương hiệu rất là nổi tiếng trong lịch sử quân đội thế giới. Đó là tất cả những cái thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Đây là cái thẻ tab bao gồm mã sản phẩm, còn đây là cái tên là Marie Tissot, còn ở phía trên là cái logo Geneva 1886 là năm ra đời. Còn đây là cái bên hông của mặt này, số này là được đánh phai xước,
nó mang lại độ ngầu. Còn nấm, nhưng nấm chỉnh là ở đây không thiết kế dạng bánh răng, nó thiết kế dạng những cái hình hình lục giác có 6 cạnh, mặt ngoài là được khắc chìm một cái logo của Marie Tissot đó, để tăng khả năng nhận diện thương hiệu. Thì cái nấm chỉnh là thiết kế dạng bánh răng, nó chỉnh dễ hơn. Giữa lục giác này thì nó chỉnh nó không có bám bằng, tuy nhiên nhìn nó rất là khác biệt và nó rất là mạnh mẽ. Những cái thiết kế này nó mang lại cảm giác khỏe khoắn hơn, chắc chắn hơn. Ở trên cái mặt số được đóng, được tán những cái đinh, đây là 8, 8 cái đinh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì những cái đinh tán này nó mang lại độ chắc chắn cho cái mẫu đồng hồ này. Bên trái thì nó khắc cái khắc chìm, một cái năm thành lập 1886. Đó. Còn hai đây có được đóng hai cái đinh nữa. Mẫu đồng hồ này, nhìn vào mẫu đồng hồ này có cảm giác rất là chắc chắn. Mẫu đồng hồ rất đẹp. Tại các bạn có tông màu trắng rất tuyệt vời. Có thiết kế thanh lịch, tuy nhiên những cái đường nét cắt bên với lại mắt mắt rất là to, với lại những cái đường nét cắt này các bạn thấy không? Đó là những đường nét cắt. Nó mang lại cảm giác chắc chắn và rất là khỏe khoắn trong mẫu đồng hồ này, kết hợp với những cái đinh tán và những cái thuật chế tác là pha xước. Ngay cả nấm chỉnh cũng thiết kế dạng lục giác có những cạnh rất là to, nó mang lại cảm giác khỏe khoắn và chắc chắn. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.